Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp. Sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 19-20 độ Vĩ Bắc, 109,5-110,5 độ Kinh Đông. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã có mưa rào và dông mạnh. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8. Cô Tô có gió giật cấp 7 đến cấp 8. Ngày 23 tháng 9, Vịnh Bắc Bộ dự báo gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa dự báo gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Ngày và đêm 23 tháng 9, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, dự báo có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Cơ quan khí tượng cho biết thêm, gió trên các vùng biển đang hoạt động yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo diễn biến về vùng áp thấp này.